Trang Anna là cái tên thu được nhiều sự lưu ý trên vì bề ngoài dễ thương và cả những lùm xùm liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc hở hang phản cảm rồi can đăng tình cảm. Mới đây, trong khi người chơi trai cũ của cô nàng tức Joker Nguyễn làm náo loạn bằng việc công khai người chơi gái thế hệ thì Trang Anna cũng đang hạnh phúc bên người chơi trai thế hệ điển trai. Xét về độ tình cảm của cả hai combo đang chiếm nhiều bốt ly nhất nhì này thì thành thực một câu, kẻ tám lạng, người nửa cân. Bởi nếu Joker Nguyễn liên tục khiến dân tình bội thực với những hình ảnh tình tứ, những hành động yêu chiều người chơi gái thế hệ thì Trang Anna và người chơi trai chẳng hề kém cạnh. Trang Anna tiết lộ về lần gặp gỡ đầu tiên của mình và người chơi trai. Chị qua Thái chơi rồi ở một khách sạn. Anh đi công việc ở quán cà phê dưới sảnh. Chị ngồi đó đợi em gái và người chơi chị đi trung tâm yêu đương mại về thì anh qua gọi, sao em ngồi một mình. Thế là anh ngồi lại nói chuyện và xin số điện thoại chị. Qua Thái chị không có xài số điện thoại nên cho Instagram thôi, dứt chị lên phòng. Sau đó, ổng nhắn tin cho chị hoài, Trang Anna kể. Chưa hết, trong cuộc tình này, Re là người vô cùng chủ động cư cảm. Re luôn bền chí nhắn tin với Trang Anna dù cô nàng chẳng chịu Re bi. Ban đầu, Trang Anna tính lảng tránh vì nghĩ Việt Nam với Thái xa xôi, không có cơ hội gặp lại đâu. Ai dè, Re khoảng mạnh tuyên bố sẽ bay qua Việt Nam gặp cô, thế rồi anh chàng qua thiệt. Có lẽ chính quyết tâm và sự khoảng mạnh này của Re đã khiến Trang Anna rung động. Hiện tại thì cả hai đang mặn nồng lắm rồi. Vì Re là người gốc Thái nên anh chàng và Trang Anna chủ yếu nói chuyện bằng tiếng Anh. Thế nhưng, vì người chơi gái, Re đang học thêm cả tiếng Việt và tính đến thời điểm này, anh chàng đã biết gọi vợ ở y khi nhắn tin khiến Trang Anna vừa buồn cười vừa cảm động. Re thậm chí còn học cả tiếng Việt để có thể giao tiếp với người chơi gái. Ngẫm đi ngẫm lại thế hệ thấy Trang Anna thực sự có số hưởng đấy nhé, đã có người chơi trai điển trai như tài tử, lại còn chiều chuộng, đông đã mình như thế. Cặp đôi đang hạnh phúc trong tình yêu.